បាទក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តវល់មកកាន់ YouTube Prodal KH ឬក៏គុណខ្មែរ Prodal ទៀតហើយនៅថ្ងៃនេះដែលមានខ្ញុំបានស្តង់ដាជាអ្នកអត្ថាធិប្បាយផ្ទាល់នៅក្នុង Channel បានវល់ត្រឡប់មកវិញដូចគ្នា bà sân chỉ trong ban đầu video tham mấy po làm miền tham mấy này tẹt tôn ta đang bị sai cái lá chiết nó ăn tại chiên nó không đáy xôm còn play cho chiếu rước các subscribe mình nẹt mùi phao là bay từ tour ban đầu video tham mấy chiêu bàn to tiền mình thả bọc mai bong bong luôn nơi tiền này nổi tì là thế này giờ mình chia sai rước tham mấy để tẹt tôn ta đang chư là bay đang lái chặt tria thì lái mình toàn chọc tì ta rước ngay à sai này có mai khăn pe về liu dương châu ta sai rước đôi tò tơi miết rừng mũi đại tour test đi cái chốn mình bàn đắng cào chắp ca percut rập viên cái là co đỏ lọ rập ba cam buổi trưa là toạp chặt yong bẩm bùn ra đầm mũi lái chặt tía nâng chun là vấy nâng cặp niệm kia chặt tụm mục nè rừng ấy chạm ơn các bị trong Sapada còn lòng tới bố cứ nơi thằng ngày sáng về bực bao bao nè quan trò côn khăm ái mua chấm nón và hai chuyện nơi tròn chấm bán là rập viên ca percut របស់កីឡាករឡើងចន្ទ្រានឹងឈ្នះល្បីដោយជាលទ្ធផលនៃនាយសង្ហាគុណខ្មែរបានប្រកួតឈ្នះកីឡាករដែលមកពីក្លឹបនាករាជចតុមុខរូបនេះ ដែលមានឡៅស៊ីណាតក៏បាននិយាយយ៉ាងខ្លីដាក់ជឿនល្វីថាប្អូនល្អណាស់បងពិតជាអពីបាក់ចូលវាយប្អូនមែនណែណាឡៅស៊ីណាតក៏បាននិយាយថែមទៀតប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ជាបន្តទៀតពិតជាល្អជាងនេះជាជាមិនខានជាមួយគ្នានោះដែរឡៅស៊ីណាតក៏បានសរសើរលើជឿនល្វីថាជាកីឡាករល្អ ព្រោះអាចទប់ទល់បងប្រុសរបស់ខ្លួនបានពេញទឹកហើយក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់កីឡាកររូបនេះថាប្រឹងប្រែងហ្វឹកហាត់ជាបន្តទៀតនឹងល្អជាងនេះល្អមែនតើនេះខ្ញុំអរគុណមែនតើនេះហើយគឺជាទឹកចិត្តខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរពិតប្រាកដ ខ្ញុំប្រាប់ថាឥឡូវចំណុចខ្សោយទៅនេះយើងញញឹមនៅក្នុងការទទួលយកដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងនេះគឺជារឿងមួយដែលប្រពៃមែនតើពេលដែលខ្ញុំឮបែបនេះគូរំលឹកបានថាក្រៅចាប់ការប្រកួតរវាងកីឡាករឡើងចន្ទ្រានឹងឈ្មោះល្វីមានបងប្អូនអ្នកគាំទ្រជាច្រើនបានសរសើរទៅលើកូនសិស្សឲ្យដែលមកពិក្លឹបនិករាជចតុមុខថាបិទជាឲ្យមិនគូឲ្យជឿ ដល់អាយតុបតលជាមួយនឹងឡើងចន្ទ្រាបានពេញ5ទឹកណាពួកម៉ែបងប្អូនហើយតាក់ទងទៅនឹងឈឿនល្វីនេះគឺជាកីឡាករវ័យក្មេងសុទ្ធសាធមកគាត់វាយទៅតាបានខ្ទង់30ដងជាងក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបានល្អមែនទេប្រហែលនេះយើងចាត់ទុកថាគាត់ល្អហើយណាគាត់ធ្វើល្អហើយប៉ុណ្ណឹងកាលពេលដែលវ៉ាន់វិវ៉ាវ៉ៃបាន30ដងជាងគេអាចប៉ះឡាយចន្ទ្រាដែរ គេស្មើជាមួយវងវិឆ័យអីចឹងកាត់ទុកឲ្យគេល្អហើយណាសម្រាប់ការវាយខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាឈឿនល្វីក៏នៅខ្ចីក៏រៀងផ្អើលផ្អើលមែនក៏ប៉ុន្តែប្រប៉ុណ្ណេះអាចទទួលយកបានណាសម្រាប់កីឡាករចំនួនចំនួនក្រោយមើលឈឿនល្វីជាគំរូទៅខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងសម្រាប់ការប្រកួតរបស់គាត់គឺល្អណាស់ប៉ានេះគឺពេញចិត្តពេញថ្លើម បដាល KH ក៏គាត់នៅខ្ចីយល់ទេអញ្ចឹងពេលដែលមានអ្នកឆ្កឹះឆ្កៀលគ្នាឯណោះគ្នាច្រឡោតដែរអញ្ចឹងហើយយើងគូតែសម្រួលគ្នាវិញតាក់តងទៅនឹងហ្វេនខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្ណឹងរីកគុណដើម្បីស្ថាបនាកុំដល់ថ្នាក់ជេរគ្នាអីណា Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đôi cho lại chọn tiền vậy chăng? Bọn lò này, bọn vay lò ha, còn bà tay bọn trời tay bùng rừng cao phát hạt bà tay em tiết. Từ ngày mốc, thàm thái chứ là vay ai chứ lại chọn tiền vĩnh. Có thà bán đấy, đấy, không ai đôi được cái này, chanh chứ này chỉ đừng để lại mình chăng? Nhưng còn mất này cái này tôi vẫn cho màu đó cứ chóp thôi. Mình tập đo thế này, chanh chưa sợ trâu, này này sao chấm o ấy cứ ót đi. Control, này control lại chọn tiền lại bong pro lại gì này, được này. Lọ này còn bà đây còn là khi ông riêng sài riêng lại dàn tiền tinh để tao rằng cai sam bà tí có po cứ lọ hai bà này còn bà đây con cả lâu con riêng lại tích tại con mình thấy là sao tại con miền Tây ha cặp phù viên này con sai mà nâng nè hay lại dàn tiền có bàn to từ fan fan kha đại đi cun con ấy chẳng nè con chi con ấy vinh nè để tao rằng xài đường nâng bà sân chị á cho bong pro lại dàn tiền nhung trong vậy chẹp bà sân chị ác cụ tài công tập to to bùi phụ quát ấy kể hai ta chăn chị pre trên này chị mía trong từng nè sau bài trong thuê ra ngay cái nơi tập miên này aricon trong này trong giấy tập pi kì la trong ai bong pon mà sờ lạnh kì la nên nghiệm mà quan tro và đá côn mai bao chữ nữa cái nơi tập miên này aricon này cái nơi tập miên này chị là này nè kể hai ta mình nuôi mình nè mình ai tầm rai chất mình nuôi mình liền nè ban sân bay đặt hai mà ra rồi muốn ro thằng ngay còn nơi tầm miền nẹt xóm đây sân bay đặt lục priêu sạt đại chi ai đo pin bé đo bao nhiêu món còn nơi tầm miền nẹt xóm còn đây đây nhầm chơi chi bọt priêu sạt ra tăng vì khi nhom mà dụ phẩm mùi bọt cho lắm cả nó không mấy chứ nhầm chi bọt con á cả nắng trời chỉ thông trong ông trời chỉ ống bong là bọc trong bà cá đó te con lụa ta cọ châu hà là vây á cho bài bài đường gì tí cho cái đắng nhom thông đây hay nhom chiên tăng muốn đông màu còn ai nhom chiên mà bón còn ai thì cọ mà cào cả nó cào game vậy này ó cào vậy năng nóng cào đường suối nắng này cái đã crop chi đại ao tiết mà cào chiên mà bọt chẳng cả na nhom chiên đập bọt cứ ban thì cọ đập cào cứ chạy mà ho bọt đó thôi ro cả ngày tới là tới ai tại đa ca tam nó còn hai cái châu chiên ngọt snap vậy chiên anh snap máu anh ai tại coi IC nè xong đây bị không mấy nha mình vậy ta muốn vậy sợ si sợ có rồi bị không mấy cứ vậy chẳng mẹ nâng vậy tạ tôn từ nâng ca làm rơi chặt bọc côn nói chung vinh luôn chứ nè giờ ai tầm rơi chặt mà nu không đọc nè giờ ai tầm rơi chặt cái bàn tay bầm bún nè ấy đi mà nè thiết mình ai rơi chặt cái bàn này trong bàn nhom vậy tha đôi long quay nâng lại dàn tre chân chán chán chỉ riêng cái là từ trăm bạch cung cún này cao tục mình sọc chất ấy riêng bạc cút bà dân đăng thạc luôn dân chán dân từ tôi cho thạc chán ta bà dân cất thạc luôn dân mình chán chứ tới tại miền ca to qua chỉ đại khán này anh ấy chỉ cà phật còn bà tay ngay nữa cứ từ tôi coi thạc long quay rồi cứ chื่n là vậy nữa cứ đăng ta chán lại dàn tre mà rồi phía rồi vậy nên là chán chập nói cái hai chanh chanh lam nâng cả chanh vay với dao và chanh anh chưa ca bật mà na anh chưa ca bật hay tẹo tôi đang chưa là vay đấy sapa này có vay đây lòng vay nữa rồi pa cái lá co đại mau bị club này rốt miền chơi bộ mai bò đó cứ cái lá co em lên ly từ rồi pa cái này vay cái này cho mỗi em lên ly nơi sapa này tôi bài yon trong ngọc lấy châu đúng con tro ban tràn cò co là bay côn không ai miền ca bị vọt từ mốc và đôi chân bị phốp lục qua côn không ai biết mình không APK mà cứ đầu viên cái lá co vung nói nâng cai trong tròn này thế nhé nó lớn thùng viết nó cứ cai trong tròn mía rom tha cai trong tròn khóc vung nói khăng này anh nhang cả đa chắp với nó từ trong cái nắp control hô trong bạn sinh viên nó hô làng con đồng bông còn bà thái nữa tại trong cái phụ quan rob an khi chịu bom vào thò đó đó sập ngày cái đấy nói từ rob an kia cái đấy anh ấy cứ chia trả rất không ai tầm rồi sao lanh kia rob an kia chàng kia chỉ riêng cái lá còn tay nó lơ sừng viến cứ đang tàu quay rồi tại trong một vấn cái này tàu rob an kia ăn bên sọp kia mình không ai pi bốn giờ thi nâng cái lá co sọp thi hai cá bốn giờ thi cho mũi ai giờ thi này cái đấy bốn giờ thi cho mũi ai giờ thi cái đấy trong một vấn nâng dây ra kia thôi mà đá tao bắt ta bốn giờ thi bảy rồi ba em giờ thi vì cái đang cho máu đại sao bốn giờ thi con hơi tay rob an kia hai pro làm lăng từ phục mai bảo vốn trả tơ từ năng uy trật u chợ đất chương mà con nắng chia trong mà rồi phía rồi vậy mà bảo nát đời xa tà sẵn em prey chẳng chương mà con á cứ bắt ta mà không chắc là lấy cơ con nó siêu vậy đá hai cái ban mà cho bay nâng u chợ đất cứ ai vay ban thôi mà ra thì chết đó ấy cứ chết đồng năng mua đá lọ phục mà bảo vốn hay ở tẹt tông từ đang sai cho riêng tông ó riêng còn miền đọc và pan năng đá và miền còn ho coi con của sông khăn tay phải tối chứ trong cái nói và đào cái ấy cái đôi chiếc trong bàn tăng đá xôm chùm riệp lia bạn Salapa con khmai như cây đầm nái bị đồn ta miền bồng bát đã du lúng miền bồng bát đã ót chai Salapa các bãi cuốn đã là bay không lô ca bật tê chỉ chan để không lướt tay nhập cốt ta xào thai